cuộc đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau, làm ta thêm yêu đời biết bao. Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn trân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Trời ơi, coi cái phim nó cũng thích ơi là thích luôn vậy đó. Khoan khoan, phim đó đâu phải phim hài mà con cười dữ con. Thì con hả dạ, coi mà mình hả dạ, mình hả cái lòng của mình thích chứ sao mẹ. Nè, con nhỏ đó bị quả báo là đúng rồi đó. Đó, đúng con hồ ly tinh á. Nó ừ. Hả, không có xứng được một cái tình yêu đàng hoàng như người ta. Mà nó phải bị trừng trị như vậy đó. Đúng, như đó. Vậy mới là xứng đáng với nó. Á, trời ơi. Con biến rồi. Chắc đang giận dỗi chuyện gì đây. Trời ơi mẹ ơi. Mỗi lần nó có chuyện gì á, mệt lắm luôn á. Nó hả mà khó chịu lên là không có dỗ được. Con không biết đâu nha. Đã giờ chuyện gì chuyện chứ con không có đứng ra con giúp đỡ con dỗ gì đâu á, mệt lắm rồi. Đang ăn trái nho ngon lành tự nhiên làm mất ngon. Hết muốn ăn táo luôn. Con nói là không, mọi người có thấy con đẹp không? Hình như chủ đề của ngày hôm nay là chủ đề nhan sắc. Mẹ hỏi đi. Nó nghe nè, con bé này nè, có bao giờ nó tự ti về bản thân đâu ha. Hãy ai mà đem nó ra so sánh với bất cứ cái gì thì nó tìm mọi cách để nó trở thành là người chiến thắng. Con à, bộ trong lớp có người chê con mập hả? Dạ không. Vậy trong lớp của em á có ai nói tóc em không đẹp không? Tức là không phải nhan sắc rồi đó. Trời ơi khỏe quá trời khỏe. Thôi coi như là xong chuyện rồi ha. Đưa em lên ngủ sớm đi con, mẹ lên mẹ đắp mặt nạ ha. Mẹ lên mẹ dưỡng da. Thôi con chưa. Nè nó nghe nè chị gọt táo sẵn rồi, em cứ lấy em ăn đi ha. Em ăn xong rồi chút nữa em lên trên phòng của em á, chị sẽ để sẵn đồ của em trên đó. Xong rồi em thay đồ để em đi ngủ ha. Bây giờ chị em chưa có nói xong. Chị ơi chị, em chưa có nói xong. Ai chị nghe em nói, chị đi đây. Anh Hoàng. Bạn trai trong lớp mà bạn ấy không để ý tới em. Theo kinh nghiệm của người con trai nhanh thì anh thích một cô gái hiền lành, xinh đẹp và học giỏi. Con gái có nên tấn công con trai không ạ? Anh không biết mấy bạn anh thì sao nha. Chứ anh nè, anh thích điều này. Em làm gì vậy? Em không làm gì hết. Em chỉ mượn chị một chút đồ trang điểm thôi. Cái chuyện mà em lấy lén đồ trang điểm của chị á, chị sẽ xử tội sao nha. Còn bây giờ chị hỏi nè, tại sao lại ăn mặc như vậy, trang điểm như vậy, có biết là không có phù hợp với lứa tuổi của em không? Chị mà không hợp với chị á. Hả? Ngày nào cũng vần jean áo thun thì anh nào thích, anh nào dòm. Trời đất ơi, con nhỏ này hôm nay nó cãi lại rồi. Mẹ ơi, có chuyện lớn rồi. Nè,
đang ở đâu vậy? Tôi nói cho ông biết, ông bước ngay qua nhà của tôi nha, tôi có chuyện muốn nói chuyện với ông. Cái gì không có nhân gì hết trơn á. Bây giờ ông không qua ha, tôi sẽ qua bên nhà của ông, tôi nắm đầu ông, tôi lôi qua đây nha. Bây giờ ông có qua hay là không hả? Qua lẹ đó. Con à, làm gì mà rần rần vậy con? À, thế mẹ nghĩ chắc em con nó cũng lớn rồi ha, cho nên là nó trang điểm sơ sơ vậy. Mẹ thấy đâu có nghiêm trọng gì đâu con. Trời đất ơi, mẹ nói gì kỳ vậy? Tại sao lại không nghiêm trọng được? Mẹ có đọc báo không? Mẹ có đọc tin tức không? Có xem tivi không? Bây giờ mấy cái vụ án Ái Nhi nó rần rần ở trên đó vậy đó. Rồi hả? Tự nhiên đi ăn mặc như vậy, trang điểm như vậy, ra đường rồi lỡ có chuyện gì rồi ai là người chịu trách nhiệm hả? Trời ơi, mẹ nhận ra vấn đề rồi. Nè con, đừng có trang điểm gì nha, ghê quá à, nhìn không có hợp với con chút xíu nào hết trơn á. Nè, còn ăn mặc nữa coi, thay đổi lại, không được mặc gì nữa nghe chưa? Bực mình ghê vậy đó. Dạ, con chào cô. Nè, kêu tôi qua đây làm gì vậy? Tất nhiên là có chuyện mới kêu anh qua rồi, không có chuyện kêu anh qua làm gì hả? Tôi hỏi anh nè, anh nói gì với con nhỏ? Rù rì rú rí gì với con nhỏ mà bây giờ con nhỏ ăn mặc như vậy, trang điểm như hề vậy đó. Ê, tôi có nói gì đâu. Anh em tụi tôi chỉ ngồi tâm sự với nhau, còn quyền quyết định vẫn là ở Thảo Linh. Trời ơi, anh em tụi tôi làm giống như là em ruột của ông vậy, thân thiết quá ha. Là sao? Không phải anh em ruột mà còn tìm tới tôi tâm sự. Còn đỡ hơn bên đó, chị ruột đó mà em đó không dám tâm sự. Cậu Huy Hoàng à, biết rằng Thảo Linh nó mến cậu ha, nhưng ít ra cậu đừng có dạy như vậy. Đó, trời ơi, bài vẽ chi rồi nhìn coi kìa, trang điểm gì nhìn mà không có phù hợp chút xíu nào hết trơn á. Vậy á, mà lúc con cần tâm sự á thì mẹ với chị hai biến đi đâu mất tiêu rồi, không ai muốn nghe con nói chuyện gì hết luôn á. Mà con tiền bối cho mọi người biết nha, bây giờ con chỉ nghe lời anh Hoàng thôi, con sẽ không nghe lời mẹ với lại chị hai nữa. Nghe Thảo Linh nói chưa? Mọi người ở trong nhà là phải nói chuyện với nhau, đúng không bé Linh? Bé Linh nói với tôi á, là bé Linh thích một bạn nam trong lớp, muốn gây sự chú ý với bạn đó, bạn Vinh đúng không? Bây giờ nha, anh giới thiệu với em một người, người này rất giỏi gây sự chú ý. Ai á? Chị hai em á. Thiệt hả? Thiệt. Trời ơi, mấy cái chuyện đó đơn giản mà, chị hai chỉ em được hết. Những cái chuyện mà em muốn tạo ấn tượng với các bạn cùng lớp, em chỉ cần vui vẻ nè, em hòa đồng, đặc biệt nha, em biết thêm một bộ môn thể thao nào đó thì chắc chắn tất cả các bạn trai trong lớp em sẽ rất là nể phục em và rất là thích em. Đúng rồi. Mà nhân đây á, chị hai cũng nói cho em biết luôn, nhìn chị hai vậy thôi chứ mà ngoài đường là có hả con trai mà xếp lớp như xếp hàng để mà làm bạn trai của chị hai mà chị hai không chịu á. Nói nghe, chị hai ngoài cái chuyện mà giỏi những bộ môn ở trong trường ra, còn giỏi nhất của chị hai á, đó chính là bộ môn á. chửi nhau cái gì mà chửi nhau đó, em thấy không, mới nói cái là chị hai em chớp vừa rồi. Không có phải, cái bộ môn mà chị hai giỏi nhất á là bộ môn chạy bộ, chị muốn điền kinh. Những cái bộ môn đó là tất cả các bạn nam trong lớp khi mà thấy một bạn nữ nào đó giỏi thì các bạn nam sẽ rất là ấn tượng và sẽ rất là thích mình, hiểu không? Hiểu rồi đó con. Mà nói nghe nè, dù gì á mình cũng là chị em ruột thịt, đúng không? Có gì á thì em cứ nói chuyện với chị hai, đừng có đi nói chuyện với lại mấy cái người ở ngoài á không có biết cái gì hết, nói ra nói vô rồi tối ngày canh me làm mấy cái chuyện xấu xí nha em. Mà bây giờ em sẽ luôn luôn tươi cười và em sẽ luôn luôn tìm đến chị khi em gặp khó khăn. Đúng rồi, gái mẹ ngoan quá à. Chuyện gì chị cũng có thể chia sẻ được với em hết, em yên tâm. Em sẽ kể cho chị một chuyện, chị phải thông cảm cho em nha. Đương nhiên, cái chuyện đó là đương nhiên. Lúc mà em tôi son á, em lỡ, thật là lỡ, làm gãy cây son rồi, em đúng là một em bé ngoan. Trời ơi,